À, Bình này, Dạ. năm nay cháu có dự định đi đâu không? Có chứ ạ. Cháu muốn vào thăm nơi bố cháu đã hy sinh. Mà cháu nhớ không nhầm, ngày xưa chiến trường của ông bà cũng ở trong đấy đúng không ạ? Đúng rồi, ông bà còn rất nhiều đồng đội nằm ở đấy mà chưa biết đi về đâu. Nhiều lúc cháu nghĩ, tại sao chiến tranh bom đạn liên miên bao nhiêu năm trời, vậy mà mọi người vẫn chiến đấu dũng cảm đến như thế? Vì tình yêu quê hương đất nước. Tất cả là do tình yêu quê hương đất nước đấy cháu ạ. Mà ông nghĩ cháu vào thăm nơi bố cháu hy sinh là đúng đấy. Vâng. Thế hai mẹ con đã bàn bạc gì chưa? Cả nhà mình đi mà ông. Năm nay chắc là ông bà không đi được. Ông thấy sức khỏe không được ổn. Mới lại năm nay dịch bệnh, nhà mình không kiếm được ra nhiều tiền. Thôi, hai mẹ con cháu cứ đi cũng được. Ông bà cứ cố gắng đi là được. Cháu đã có tiền học bổng, với lại mẹ cháu cũng sắp được lấy lương, chắc là đủ để cho cả nhà mình đi đấy ông ạ. Cứ để ông bà ở nhà, cuối năm hoặc là sang năm dịch bệnh nó ổn ổn, ông bà vào sau cũng được. Ôi Vâng. giời ơi, ôi giời ơi, Cháu chào bà bà. Đi tập thể dục về đấy à? Đúng là cái làng này, người ta đá chứ có phải mình đá đâu mà cuốn suốt ngày cứ rầm rầm, nhảy chồm chồm lên. Thế là sớm ra, rủ nhau ra cầu tắm cho nó mát. Đấy, cái bọn thanh niên mấy hôm nay thỉnh thoảng lại nhìn thấy đôi dép ở trên thành cầu. Ô. Ôi giời ơi, đúng là cha cái dại nào bằng cái dại nào. Bà đang cáu ai đấy hả? Tôi cáu cả với cái làng này, chứ chả riêng với ai cả. Ừ. 1-2 giờ sáng rồi, cứ hò hét ầm ĩ hết cả lên. Ôi giời ơi, cứ chợp mắt là lại tỉnh, chợp mắt là lại tỉnh, không sao mà ngủ được. Thế ông không nghe thấy gì à? Tôi có nghe thấy. Thế nhưng mà mình quan tâm làm cái gì? Người ta hô, kệ người ta. Mình ngủ là việc của mình. Nhưng mà khổ nỗi, bị cái tật thính ngủ. Bà ơi, chắc lại là chuyện bóng đá đúng không? Đúng rồi cháu ạ. Nghe đâu cái anh cá con nhà ông Độ ở đầu làng ấy, sáng nay treo lên cầu tình yêu nhảy xuống, thì quái nào mà cái chân lại mắc vào thành cầu, lùng la lùng làng cả tiếng đồng hồ ấy. Ui dồi. May mà dân làng đi tập thể dục sớm, xúm vào gỡ ra lôi lên, chứ không bây giờ có mà trương phành. Ôi, kinh quá. Ôi giời ơi, cái trò dính vào đỏ đen ấy, chỉ có mà chết thôi. Bà ơi, sang tuần cả nhà mình đi Quảng Bình mà nhá. Cháu muốn vào thăm đơn vị cũ của bố cháu, với lại thăm luôn chiến trường xưa của ông bà. Bà cũng đang định bảo với ông là chuyến này cả nhà mình vào thắp hương cho bố cháu cũng như đơn vị của bố cháu, tiện thể thắp hương cho bạn của ông bà luôn ông nhỉ. Thế bà thu xếp rồi đi cùng hai mẹ con nhà nó. Còn tôi chắc đợt này tôi thấy trong người nó không ổn lắm. Thì ông có gì mà không ổn? Tôi thấy ông vẫn bình thường cơ mà. Cơm ăn 3 bát, ngày tắm 2 lần, có gì mà không ổn? Bà có ở trong người tôi đâu mà bà biết. Tôi bảo không ổn là không ổn. Thôi được rồi, nếu mà ông không đi thì ông đưa tiền đây cho mẹ con bà cháu tôi đi. Tôi biết thừa, có đồng nào chăm chăm gửi vào tiết kiệm. Tôi không đi được. Mà tôi làm gì có tiền. Có mấy cái đồng lương hưu rồi là tiết kiệm thì tôi có việc rồi. Ông có việc gì sao ông không bàn với tôi? Việc gì mà tôi không biết nhỉ? Hay là... Thôi đúng rồi. Đúng rồi. Hay là ông mang tiền của tôi và ông đi với bọn thanh niên ở đầu làng kia cá độ có đúng không? Này. Bà ăn nói cho nó cẩn thận nhé. Cứ nói liên tha liên thuyên, có mặt cháu ở đây rồi nó tưởng tôi chơi bời thật gì tôi còn mặt mũi nào nữa hả? Thế ông không chơi thì tiền ông để đâu? Tiền tôi để đâu? Không phải việc của bà quan tâm nhé. Ông nói như thế mà cũng được à? Trong đó có cả tiền của tôi đấy. Ôi giời ơi, ông đưa lại đây cho tôi để tôi cho cháu tôi. Có mấy đồng mà ông cứ giữ khư ấy, bây giờ già rồi lại đổ đốn cá mới trả độ. Kìa bà, ông đã bảo là ông không chơi rồi, với lại
ông có bao giờ cờ bạc đỏ đen gì đâu. Sao chưa gì bà đã nghĩ như thế à? Ơ kìa, tại sao ông lại không nói gì thế hả? Tại sao lại cứ im như thóc như thế? Hôm qua xem bóng đá, mồm con gào to lên như thế không bà? Trời ơi, chồng với cha con gần đất xa trời rồi mà lại đổ đốn, sinh ra cá đổ mới chết. Kìa bà, ôi giời, bà ơi, bình tĩnh đi, không lại tăng huyết áp lên bây giờ. Bác Trung ơi, bác Trung có nhà không ạ? À? Bác Trung ơi. Dạ, cháu chào bà. Ô Minh đấy à? Hôm nay ở nhà cháu. Vâng ạ. Cô Huệ đấy hả? Mời cô vào. Em chào bác. Có cái gì mà ầm lên thế hả bác? Chả là tôi hơi khó chịu với ông nhà tôi một chút. Dạ rồi, giận dỗi nhau làm gì. Bác ạ, hôm nay nhân dịp 27 tháng 7, em thay mặt cho hội cựu chiến binh sang đây trước là thăm hỏi hai bác, sau là có chút lễ xin được thắp hương cho thằng cháu Dũng. Các ông các bà chu đáo quá, năm nào cũng quả cáp. Dạ. Minh. Dạ. Cháu đưa lên thắp hương cho bố giúp bà nhé. Dạ, cháu xin ạ. Cháu cảm ơn bà ạ. Mời bà ngồi. Dạ. Quả cáp có đáng là gì đâu bác. Chả đáng gì so với công lao to lớn của gia đình vì sự hy sinh của thằng cháu Dũng. Mỗi khi nhìn thấy mẹ con thằng Minh, em xót ruột lắm. Vợ thì mất chồng, con thì mất cha. Thiệt thòi đủ đường bác ạ. Tôi thương hai mẹ con nó lắm. Thế cho nên lúc nào tôi cũng phải giữ cho không khí gia đình nó vui vẻ. Dạ. Mời cô xơi nước. Em xin ạ. À bác ơi, chắc phải có chuyện gì. Lúc nãy em thấy bác cứ to tiếng với bác Tùng thế. Chả là, thôi, tôi cũng không giấu gì cô. Gia đình tôi đợt này định là sẽ vào thắp hương cho cháu ở trong kia. Dạ. Nhưng mà đến khi tôi hỏi đến khoản tiền thì ông lại bảo là ông có việc hết rồi. Nhưng mà tôi đoán 100% là ông ấy theo đám thanh niên ở đầu làng ấy cá độ bóng đá cô ạ. Không, không thể nào có chuyện ấy được bác ạ. Cả làng này ai còn lạ gì tính bác Tùng. Cần kiệm, liêm chính, không bao giờ có cái chuyện cá bóng cá banh đâu bác ạ. Thế tôi hỏi cô nhá. À, tiền tôi. Bà Huệ sang chơi đấy à? Em chào bác ạ. À, đây, đây là tiền lương của bà và tiền bán gà, bán lợn, bán vịt của bà đây. Tôi trả bà, tôi không giữ hộ bà làm cái gì nữa. Không lại bà lại bảo tôi là chơi bời cá độ bóng đá. Đây. Đâu? Đâu? Tiền đâu? Đây là giấy chứ. Thôi chết rồi. Hay là ông đi cầm cố nhà cửa? Hay là đa cấp gì đây? Bác ơi, bác đưa em xem nào. Cô xem hộ tôi cái. Chả chịu đeo kính vào gì cả. Đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt mà bác. Có phải là giấy cầm cố nhà cửa gì đâu. Sao lại Bảo Việt nhân thọ? Bác xem đi. Minh ơi. Đó. Minh, ra đây bảo. Ông gọi cháu à? Đây. Đây là quà ông dành dụm để ông mua tặng cháu. Sau này tốt nghiệp đại học xong, có một chút vốn mà làm ăn. Âu cũng là đỡ đần gánh nặng cho mẹ cháu. Mẹ cháu cũng thiệt thòi quá nhiều rồi. Còn cái tập bà cầm ở trên tay ấy, tôi mua bảo hiểm nhân thọ cho bà. Để nhỡ bà có ốm đau ấy, thì Bảo Việt nhân thọ người ta chi trả một phần cho bà. Còn đây, đây là lá bùa hộ mệnh của tôi. Tôi mua bảo hiểm nhân thọ để lỡ tôi có ốm đau bệnh tật gì thì Bảo Việt nhân thọ người ta lo hết cho tôi. Không phải là gánh nặng của ai cả. Hả? Bác đúng là có cái đầu sáng suốt nhất làng đấy bác ạ. À, bây giờ ấy không có cái gì để bảo vệ gia đình và bản thân tốt hơn là mua Bảo Việt nhân thọ đâu bác ạ. Ừ. Vâng. Như tôi và ông ấy già rồi, cũng đừng mua bảo hiểm à. Nhưng mà có ốm đau gì đâu, mua bảo hiểm làm gì cho nó phí. Đúng rồi, già ấy thì không mua bảo hiểm được. Nhưng mà tôi mua cách đây mấy năm rồi, lúc ấy tôi vẫn còn đủ tuổi, tôi giấu bà đấy. Chứ bây giờ có tiền ấy thì cũng chả ai người ta bán cho. Bà hiểu chưa? À, mà nếu mà mình không ốm đau gì thì tốt quá chứ còn gì. Mà tôi hỏi bà nhé.
cái tay vịn cầu thang nhà mình ý, nếu mà không có thì bà có dám đi không? Nó sinh ra để làm cái gì hả? Ừ, thì làm cho nó an toàn. Ờ đấy, mà tôi lại hỏi thêm bà câu này nhé. Buổi sáng ngày ra bà đi tập thể dục ấy, tôi thấy bà hay cầm theo cái ô, mà trời thì chả nắng cũng chả mưa thì bà cầm đi làm cái gì hả? Ừ, thì tôi cầm đi để phòng khi mưa lớn còn có cái mà che chứ. Đấy, 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 đấy. Cái anh Bảo Việt nhân thọ này là nó cũng giống như là cái ô hay là cái tay vịn cầu thang ấy. Có phải là lúc nào mà mưa thì mới cần đến ô đâu hả? Đấy, người ta gọi là lo xa trước đấy, bà có hiểu không hả? Chưa già rồi, ốm yếu, ai người ta bán cho mình nữa hả? Bác đúng là sáng suốt, thế nên là em cũng học theo bác trai. Tiền con cháu cho hàng tháng ấy, em cũng dành dụm mua cái bảo hiểm nhân thọ mấy năm nay rồi. Phòng khi mình ốm đau ấy thì có cái để chi trả, không phải phiền đến con đến cháu. Mà kể cả lúc mình ốm đau được chi trả rồi ấy, mà đến khi đáo hạn thì vẫn dành ra được một khoản để con cháu lo cho tương lai đấy bác ạ. Ừ. Hóa ra là ông mang tiền đi mua bảo hiểm chứ không phải là cá độ. tôi mà cá độ bóng đá ấy, thì tôi với bà bây giờ đã ra đây mà ở rồi, chứ không phải là ngồi trong cái ngôi nhà này đâu. Cháu đã bảo bà rồi, ông không phải là người như thế mà. Cháu cảm ơn ông bà. Hóa ra bấy lâu nay ông tàn tiện là để mua bảo hiểm cho cháu ạ. Ừ. Ông ấy đúng là người trụ cột của gia đình, lúc nào cũng biết lo xa cho con cháu, cho cả gia đình nữa cô ạ. Dạ. Mà tôi thấy có rất nhiều hãng bảo hiểm, mà sao ông nhà tôi với cô lại cứ phải chọn Bảo Việt Nhân Thọ thế à? Nhiều lắm bác ạ. Nhưng chỉ có Bảo Việt Nhân Thọ là của anh Việt Nam mình. Hai bác với chúng em hy sinh vì đất nước thì Bảo Việt Nhân Thọ cũng là vì đất nước mình. Chẳng gì bằng người Việt bảo vệ người Việt đâu bác ạ. Đúng đấy bà ạ. À, cái anh này tuy là Việt Nam nhưng mà đứng đầu thị trường trong nước đấy. Người Việt mình là phải dùng hàng Việt chứ hả? Dạ. Chứ còn nếu mà không ốm đau gì thì tốt quá thì còn gì nữa, cần gì dùng đến bảo hiểm nữa. Đúng là gan dạ như chúng ta hồi còn ở chiến trường hai bà nhé. À, mà bà này, à, cái việc mà mua bảo hiểm nhân thọ cũng là công của bà. Bà nuôi lợn, nuôi gà, nuôi gan, nuôi vịt, bà bán đi lấy tiền. À, đấy là công sức của bà. Nhưng mà chẳng qua là bà chưa biết cách dùng đồng tiền một cách hợp lý mà thôi. Nói như thế cũng có nghĩa là tôi cũng có công đấy chứ nhỉ? Đúng quá chứ còn gì nữa. Công to quá cả. Có cả công của cháu nữa bà.